À, hello anh em, và chào mừng em quay trở lại với channel của chị nhé. Thương xuyên phá à? Chắc lại là một trận đồ chọn người đánh gì đấy anh em. Hai con này hai, một con này à. Thời là vậy thôi. Đánh nó mãn được, nhưng mà mình có hai này level 2 mình cũng khá là tin tưởng chúng nó một chút nữa. Tin tưởng. Cái dự nguyên không có gì. To call me on my cell phone. Ôi, anh em bỏ nhiều ấy. Không cần check đâu anh em. Má em chơi. To call me on my cell phone. Được. Cần gì nhỉ? Có thêm con Darcy cũng được. Darcy. I'm when the heart light blinks. These stairs are. This is someone else. I am the ghost walker. Only us. We know, we know. Why you never know? Why you always sit low? The sunset and the clouds and so. Yeah. Do it just for yourself. Shall I compare thee to a summer? Trông phải tươi đấy anh em ơi, kiếm con tu len nữa cho quy len này vào giữa kẹp cho hai con bán thần này tí mana tươi tắn liền. Kiếm tu len nào, gọi gì được nấy mà anh em ơi, gọi gì được nấy mà. Cảm giác đứng này hơi kỳ nhỉ. Do you just be yourself? Đứng này đi. Tiếp cho phi len cầm này sau nhé. Để tạm thời cho tu len nữa. Này chắc bỏ. Still call me on my cell phone. Night when you need my love. À, để cho kiếm ngọc đại xong rồi đánh ai bán thần nhỉ? Tình hình đang là thế nhỉ? Cũng được, cũng được. À, cho lâu khá ổn. Này cho Quy Len này. Quy Len đứng ở đây. Sẽ búp 20, 20, 25. 25, 20, 30, 35, 2, 3. Dù cho con này hơi thừa, mình có kiếm một con 2T rất là ngon. Cái này để cho Rat cũng được anh em ơi.
25 cộng 25 bằng 50, 50 70 70 đánh thường ulti lại cho Amelie lấy phí. Cho lâu của ngon nhất rồi, thổi nó thổi liên tục thôi. Cho lõng hơi phí nhỉ, cho Quillen thôi. Mà con lau này đang có cái góc thương kia nó thổi khá là đẹp anh em ơi. Con lau khá ổn. Chắc cứ để lau đi. Nhưng mà nó không cần sách thánh lắm nhỉ. Cứ thường. Thường có sách thánh. Thế bây giờ nó cho mình thêm một con floor vào đây. Xong rồi một con floor đấy cầm. Bây giờ có thể ném trong rat được này. Rat 2 dầu. Không cần đâu. You just be yourself, right now you're someone else. Góc nào xinh đẹp. Bế 2T này. Bế 2T hơi sợ 2T. Xong rồi bế 2T rồi mình lên xin con floor kia, hợp lý đấy. 2T góc này. Góc con lau góc đấy nó bị gánh anh em. Lau đồ lên thiếu. Được rồi em cứ hai này mà quất thôi. Không cần nhiều lý thuyết đâu. Hai cái đó mà chơi thôi. Tu lên 2 giờ hơi sớm nhở. Chắc này cũng chưa ra ngọc đại. Kệ tự tin đi. Lên còn giữ chuỗi thắng anh em ơi. Cho floor này xin luôn nữa nhé. Hai floor được xin luôn này. Rat kia thì tạm thời cứ đứng đó đã. Cái chuỗi thắng này. Chơi game chắc cú lắm mày, mình vậy đó. 13 con voi. Chính ngọc đại thôi. Chờ ngọc đại thôi. Hai cái ngọc đại sẽ ok này, hai ngọc đại mình ném một cái ngọc đại cho con Fnacot. Có thương. Thương thì con này đứng cạnh con rồng là ok rồi này. Tươi phết nhỉ. Tươi đó anh em. Malok à? Crash chắc không cần đâu. Malok thì giờ hơi sớm. Chưa cần lắm. Này là Tulane nhỉ. Tulane hơi phí. You just be yourself. Mình lấy floor 2 chắc kiếm thêm con teo và thêm 2T gì đấy cầm cái sách thánh vậy. Mà lớp cầm sách thánh cũng tạm được. Cho mà lớp cầm sách thánh nhỉ. Thêm cái thương à. Blend trắng. Lên xuống chém cũng ra các thứ các thứ. Có teo này, có Chrissy này, tôi nhóc trong phương này đi. Chrissy đã. Kiếm con này, kiếm con này đi nhỉ. Tại ta teo đi nhỉ. Đồ này 40 mana cho con kia hơi kỳ nhỉ, cho tụ len đi. Len đây đi, chỉ một bắn chéo này đi. Có ai có thương không? Để mình né nào. Nhưng mà có vẻ không ai có thương đâu anh em ơi. Đó là uy tín đó. Đây. Hai con này nhót được rồi nhé. Nhót thì cho đỡ tốn chỗ anh em ơi. Quy đen chẳng không cần đâu nhỉ. Quy đen chẳng không cần đâu nhỉ. Đến cấp sớm có lợi anh em ơi. Cấp sớm đè con sớm. Do you just be yourself? Cái gì này? Thế này chưa đánh cái bán thần anh em ơi, chưa đổi lên Tulane 2 hơi sớm rồi. Thế này thì lại phải đánh
Cái gì nhỉ? Đánh rồng với nắc à? Rồng nắc bình thường thôi à? Rồng nắc bình thường à? Không thích rồng nắc bình thường lắm nhỉ? Nắc tuần 9 con này. Rồng là 12. Rồng... Chắc phải xem nào nữa anh em ơi. Xem chiến thuật các thứ nào. Do you just be yourself? Tiền voi đi. Xin đẹp thế. Chắc là nhà mới nhà cái nhà này có thương em mình không kịp check ấy. Còn liềm này. Ui về đâu thì chết rồi, giờ rồi anh em ơi, giữ mất cái chuỗi thắng không giữ được rồi. Ở đấy cồng kềnh quá. Shall I compare thee to a summer's day? Không trách thương nữa. Ủa bạn này có thương em ơi, tự nhiên cái bạn này có thương, bạn ấy phá bĩnh mình quá. Bao nhiêu chiến thuật của mình? Xe này mà trông thế, Gaia cái gì đây? Trâu điên anh em ơi. Mày đó, mày mắn đó. Ba đồ này thì vẫn ulti được luôn đúng không nhỉ? Theo lý thuyết là vẫn ulti được luôn đúng không nhỉ? Đúng không? 40, 20, 20, 20, 25, 25. Ừ đúng không? Ulti được luôn. Ulti 2 lần này. Na có 2 ulti 2 lần chưa có rồng, có rồng thêm nữa là ngon nhỉ? Thì nó còn rồng đi xong rồi lên 9 lên 8 gì xong. Kết. Azenka sớm thế, Azenka 2 sớm thế. Vẫn đang trưởng Ngọc Đại anh em ơi. Chuỗi thua thì chuỗi thua 2 rồi, có cần lên không nhở? Ôi xì ba. Không kiếm con rồng cơ. Omen 2 thì lên được. Năm con rồng vẫn năm con rồng. Có hai kết để anh thêm được anh em ơi.
cái đánh thêm cũng ổn. Hôn phát này. Ê nhất có trận này không có gặp đại là mình phải lấy Asenka 2 đó anh em ơi. Thú à? Thôi bây giờ kẹp thú thì muộn quá nhỉ. Bây giờ kẹp thú à? Ôi, thôi, thôi, thôi. Này, cái ném cho ai luôn kìa. Nhìn tĩnh nhá. Cái năng gái đổ và tụ lên đến trong voi nên voi cần cái này hơn. Anh dành cao công ty một phát đẹp nào, ok em ơi. Cầm lặng nó liền, và đóng băng nó liền. Tháng 2 rồi à? Ly thì cũng thích lấy đấy nhưng mà chưa cần lắm anh em ơi. Đây cần con rồng hơn. Mà tìm mãi không thấy thằng cha rồng đâu. 4 con. Thôi gắng tìm một đã nhá. Nhất quyết không ra rồi. Trong kiểu này nhất quyết không ra rồi anh em ơi. Cần không ra anh em ơi, không ra rồng, 4 con rồng không ra. Đến 9 à? Mình nghĩ là roll tiếp anh em ơi, chờ hai bạn này đi, bạn này đi này, hay cầm hai con rồng, bạn này đi cầm 1 con rồng. Xong rồi bắt đầu roll tiếp thêm một chút nữa, bạn này đi cầm 3 con rồng nữa đó. Trả hết rồng cho mình anh em ơi. Là mình chơi được liền. Ôi chết, bà còn thương kia bắn điên hết. May con ra voi mình đi sớm. Lau công ty đẹp này, là có công ty đẹp phát nữa này. Chết. Cấm lại, các thứ nó đi. Làm gì nó đi các bạn ơi. Chém nó đi, chém thương. Ê, máy thế. Chém thương ở đấy mình cướp được mấy con rồng đó. Bạn này mà đi nữa là ngon này. Bạn này chắc không đi được. Tệ quá. Vẫn trừ tí máu. Sắp đi, sắp đi. Cố gắng nào, kiếm rồng tiếp nào anh em ơi. Đấy, mày cuối cùng cũng ra. Ờ, chết bà rồi, bây giờ cho phí vào rồi. Ê, thế này là ngon. Từ... Pha sau, không vội. Không được vội. Mình mất con 4 hắc ám nữa, mình không cho được 4 hắc ám vào. Hơi buồn cười nha. Tại thế con voi mình đang ulti luôn này, mình đang không muốn bỏ đi này. Đất phí là một. Bây giờ chắc là từ từ chiêu chiêu lên 9 nữa này. Một con rồng, mỗi con rồng được không cần gì đâu. Này bị diệt phết nhỉ. Kiếm Ireal King, Ireal King trả mình 3 con rồng không? Một con rồng nữa đây. 3 con à. Bây giờ cho rồng vào. Cắt vào đây đấy nhé. Voi chắc phải đứng cao lên là không bút được mana cho con kia nữa rồi. Này ném cho con Zeal, này cho lau hay kỳ cho tao tạm rồng. Cho rồng hay kỳ. Hên. Mình cần thêm một con hắc ám nữa, tại nãy bán hết mấy con hắc ám đi để mua con rồng rồi. 4 hắc ám mà, nhưng bỏ hai bán thần thì cũng hơi tiếc nhỉ, bởi hai bán thần thì đang búp mana khá ổn cho team, team mình cần mana vãi. Có thể nào mình thổi một góc khác được không? Thổi một góc rồng thổi thẳng được không nhỉ? Cho rồng thổi thẳng. Này đi. Ba liềm mà
thang điểm mình sợ quá. Lên này tạm, không biết cho ai. Con rock này bình tĩnh đấy nhá, bởi vì mình đang chưa biết thế nào, mình đang chờ một chút nữa anh em ơi. Voi công ty đi em, trời ơi chết hết người anh rồi. Lau công ty nào, các thứ nào, không chết ai vậy. Mình đang chờ một chút để xem ra Ngọc Đại không, nếu mà không ra Ngọc Đại thì mình mới... Nhớ sợ trận này không chơi được bán thần anh em ơi. Chắc là trận này phải bỏ bán thần đi à. Chắc trận này bỏ bán thần là cao rồi, khả năng cao rồi bỏ bán thần. Không ra Ngọc Đại anh em ơi. Nên chúng ta sẽ bỏ con bán thần đi này. Con grab này về này. Xong thêm con Omen này vào này. Này sẽ cho con rồng gần hai kết truy hồn luôn. Thên. Đó, tín một con thên sớm này. Nhưng mà lại không còn slot tướng. Zenka grab bay đi. Ai cái liệp, cái liệp. Nót đã. Vội quá anh em ơi, nhiều slot tướng nó bị buồn cười quá ạ. Na cót. Đến sứ rồng ấy rồi. Bạn này may ấy, hay gặp mình. Tụi này cứ giữ lại để phòng nhé. Ta xong cho thêm nữa. Cho thương cầm, thêm cầm cầm thương này. Cầm này này, để cầm truy liềm đi. Ta sau nhé. Này nhỉ. Dòng thổi chéo nhà mình gặp bạn nào. Gặp thương mặt đáy à, thương nhiều thương thế. Kết truy hồn. Dòng. Một tí. Chắc cái này là ổn nhỉ. Không cắt xuống đáy bên này. Thổi giữa cũng đẹp, anh em ấy có khi thổi giữa nhỉ. Đánh thường chết thôi. Mình một máu chắc không đỡ được. Bạn này em căng này. Này cân được bạn 45 máu này, 45 máu càng thua càng tốt nhé. Đây cả hai cùng càng thua cũng được này. 10 điểm. Đúng mình cái mình cần nó. Không có Ngọc Đại nhưng mà thôi chấp nhận thôi. Đã kiếm thêm một con Elu nữa. Bán thân vào à. Bây giờ bán thân chưa ok lắm anh em ơi, chưa phải lúc. Thường con Dirac. Dòng 2 ok. Cắt xuống đáy bên này. Dòng người thẳng à? Người thẳng cũng đẹp nhá. Quan trọng nhưng mà bây giờ con truy hồn này phải đủ giá nào giết được con cát này. Cát này xuống quả đáy nguy hiểm quá anh em ơi. Nó cót xuống này. Lên bổ được này. Ui! Bổ đẹp thế! Fuck điên. Có mấy bổ đẹp điên luôn ý. Nhiều liếm không? Không có con cát. À đây mà. Đi. Khả năng cao là bỏ bán thần đi nhá. Nhót mấy con bán thần đi vậy. Sau này nếu mà có thêm con Dirac thì mình cho thêm con cát vào. Nếu mà ngon nữa thì mình sẽ cho thêm con... Lily. Nó cắt cầm sách thánh thì là cầm liềm thôi. Na cót cầm thêm ngọc đại, nếu mà có ngọc đại mình cho na cót vậy. Cho con kia nữa.
Con voi này thì khả năng thêm 20 mana không được nhiều không nhỉ? Không có bán thần, thế cho cứ cho con voi đứng lên trên cao đi. Voi đứng trên cao yên tâm hơn ta. Dòng thổi đối mặt với con cát mình cần liềm. Nó kiểu tìm đi lắm á. Ta không bận nữa. Ca cần á. Ây! Mình mua mũ con. Vội đã. Sắp không bận cho con cát này. Này... cho con rồng đi. Rồng đâu? Nacon này sẽ ulti bình tĩnh xong rồi nó lên chiêu chiêu lên nhá. Phương bắt đáy em không? Con cát bên này em không? Đáy này đi. Rồi con cát teo ở kia. Teo bắn choáng đi đâu không biết. Ở đây đi. Con là choáng con... Grack này phát anh em này. Rồng mình cứ bị thổi lại con dợ voi đứng lên trên một ô nhá anh em nhá, quên đó. Con voi lên trên một ô. Trông đẹp nhỉ. Xe bộ. Chém. Cân kèo. Quyết phải bán hai này đi. Ngọc đại nhá. Ơi không có ngọc đại. Choi à. Huân chương hải thần cho voi đi. Mình cần con voi mình ulti được nhất một phát á. Lên K2 này. Có một máu anh em ơi. Chúng ta sẽ cố gắng xử nốt này đi. Kill him đi. Bạn này chạy gì không nhỉ? Phương đáy làm không? Còn voi lên một chữ ô nhé. Đó, con rồng này thổi vào góc. Con cát bên kia nó sẽ chết sớm hơn chắc. Nên xui. Mình thường chết bằng đôm này. Vậy thôi anh em ơi. Trận này chắc rồng carry à. Vậy thôi anh em ơi, vì mình đến đây kết thúc rồi. Nếu mà anh em thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và... Yeah, trận này không có đại, hơi tiếc. Và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Okay, bye bye nha.